Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Kim Piano Garden Grow Close Out Sale 714-373-8000. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần cuối cùng trong chương trình tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo chúng tôi đang nói về vụ nổ tại Aliso Viejo. Thì được biết cái vụ nổ xảy ra vào khoảng sau 1 giờ trưa ngày hôm qua. Thì quý vị cũng thấy trong hình ảnh là có một cái trung tâm coi sóc con nít ở ngay đối diện cái tòa nhà này cũng ngay lập tức đã được di tản và không có em nào bị thương cả. Và được biết là ông Tom Bomerito, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Cứu hỏa quận Cam, nói rằng hiện nay cái cuộc điều tra vẫn còn ở giai đoạn đầu và vẫn còn quá sớm để mà khẳng định là đây có phải là một vụ tấn công khủng bố hay là một tai nạn hay không. Tuy nhiên, tờ AP họ đã trích lời một quan chức thuộc cơ quan điều tra nói rằng hiện nay lực lượng an ninh đang điều tra theo cái hướng là cố tình tấn công và có một cái gói hàng đã được gửi đến đây và đã phát nổ. Tuy nhiên, hiện nay các chuyên viên rà soát bom mình họ vẫn chưa tìm thấy được thiết bị hoặc là những cái chất thuốc nổ thông thường được sử dụng trong các thiết bị bom tự chế, nhưng mà họ đang điều tra theo cái hướng này. Và được biết là các nhà điều tra họ đã loại bỏ nguyên nhân rò rỉ khí gas. Và được biết là trước khi xảy ra cái vụ nổ thì trung tâm y tế này chưa có nhận được bất kỳ thư hăm dọa nào và cảnh sát hiện nay cũng chưa có bất kỳ đối tượng tình nghi nào. Cái kiện hàng gửi đến cho tòa nhà này và có tên của cái người đó, hiện nay thì bản tin chưa biết được người phụ nữ chết đó có phải tên của bà là người nhận kiện hàng hay không. Chắc cũng có thể, thưa quý vị. Bởi vì khi mà họ để tên, thí dụ như ở trên đó rõ ràng kính gửi Thảo Yên hay kính gửi Hoàng Trọng Thủy, thí dụ như thế đó, thì chỉ có được người đó được mở thôi, phải không ạ? Vâng, bởi vì cái người thư ký của cái building lên nói ok, gửi cho bà đốc bác sĩ Smith, thí dụ như thế. Thì chính bà nhận gói kiện hàng và chính bà phải mở ra, chứ không ai được phép để mở cái kiện hàng đó nữa. Cho nên người ta nghi rằng chính người phụ nữ này là người có tên trên kiện hàng đó. Chắc chắn là cơ quan ATF, FBI và các cơ quan thậm chí điều tra về khủng bố cũng sẽ nhảy vào và hy vọng sẽ sớm bắt được hung thủ. Một bản tin từ Mã Lai, và khi mà theo dõi bản tin này chúng tôi lại thèm muốn nó xảy ra ở Việt Nam, thưa quý vị. Tại sao có những đất nước mà họ tự do và họ có thể bắt tay nhau một cách tốt đẹp, như chúng tôi đã tường trình đến cái việc cái bắt tay của Kim Jong-un với Moon Jae-in, bây giờ thêm một cái bắt tay lịch sử nữa của một đất nước cũng đã chìm đắm trong những cái biến động về chính trị trong thời gian qua. Mặc dù Mã Lai là một quốc gia dân chủ, thế nhưng trong thời gian qua, từ thời của ông Mahathir Mohamad cho đến thời kỳ của ông Rajiv, trong mấy chục năm qua, và chúng tôi đã tường trình về cái tình hình thời sự chính trị ở Mã Lai liên tục cả 20 năm nay, thưa quý vị. Từ thời ông Anwar Ibrahim, đây là ông Anwar Ibrahim, một nhân vật có thể nói như là một người tranh đấu cho dân chủ thực sự cho Mã Lai. Dưới thời mà nhiều người nói là độc tài của ông Mahathir Mohamad, thời gian của năm 2000. Và ông này lúc đó trỗi lên như một minh quân có thể mang lại sự tự do thực sự và dân chủ thực sự cho Mã Lai. Và ông đã bị trù dập khi mà ông ra tranh cử đại diện cho đảng của ông. Đã bị ông Mahathir Mohamad trù dập và tống giam ông. Và sau thời gian bị tống giam, ông được ra khỏi tù. Và lúc đó đó, cái chế độ của Mahathir Mohamad chuyển sang của chế độ Rajiv. Và cũng tương tự như vậy, ông Rajiv nắm đảng lớn nhất của Mã Lai. Và Mặt trận Tổ quốc đó là đảng của ông Rajiv đó. Và một lần nữa, ông
Anwar Ibrahim vừa ra khỏi tù lại bị bỏ tù thêm 3 năm nữa, thưa quý vị, mà hết hạn là tháng 6 này. Thế nhưng người dân đã quá mệt mỏi với chế độ độc tài từ Mahathir cho tới Rajiv. Và Rajiv trong thời gian qua với công ty 1MDB, chúng tôi đã tường trình đó, là hậu quả là ông đã nhận hối lộ lên tới cả tỷ Mỹ Kim. Chưa hết, ông Rajiv còn đưa ra cái luật là muốn bắt tống giam những người dân nào, bất cứ ai đưa ra những tin tức fake news nhằm bất lợi cho đảng và cá nhân ông. Với cái hành động như vậy thì người cử tri của Mã Lai đã quá chán ngán với đảng lớn độc tài hiện nay, Mặt trận Tổ quốc đó. Và đó là lý do, thưa quý vị, họ đã bỏ phiếu lật đổ ông Rajiv, lật đổ luôn đảng đã nắm quyền suốt 60 năm qua của Mã Lai, để bầu cho ông phe đối lập là Mahathir Mohamad. Bởi vì không có ai có khả năng lật đổ được Rajiv nếu không có bàn tay của ông cựu thủ tướng. Ông này đã về hưu và năm nay 92 tuổi rồi, Mahathir Mohamad đó. Vậy mà ông nói rằng phải cứu nguy dân tộc, và ông đã xuất hiện trở lại và chiến thắng, một cái chiến thắng có thể nói rằng lật ngược lịch sử của Mã Lai. Và hình ảnh của ông Anwar Ibrahim hôm nay bắt tay, và quý vị thấy cái sự ủng hộ của người dân như thế nào đối với ông hay không? Và một trong những hành động có thể nói rằng lịch sử luôn, ông đã đến bắt tay Mahathir Mohamad, bắt tay và ông nói rằng ông tha thứ hết tất cả những gì mà ông đã bị trù dập từ Mahathir. Mà điểm đặc biệt nữa, Mahathir rất là quân tử sau khi đã đắc cử đó. Bởi vì ông nói rằng ông muốn lật đổ Rajiv để cứu nguy cho Mã Lai, cũng có nghĩa là ông thấy oan ức cho ông Anwar Ibrahim. Mahathir tuyên bố ngay khi vừa đắc cử, chúng tôi muốn trả tự do ngay cho Anwar Ibrahim, và chúng tôi muốn tha ân xá ngay, khoan hồng 100% toàn bộ luôn, để ông có thể ra tranh cử lại. Và ngày hôm nay Anwar Ibrahim đã nhận được sự ân xá từ nhà vua của Mã Lai, xem như ông có thể tiếp tục ra tranh cử. Và ông Mahathir Mohamad cho biết đó, trong vòng 2 năm ông Anwar nói rằng ông để nguyên, ông không có đụng, bởi vì ông tôn trọng hoàn toàn cái kết quả này, và ông để 2 năm cho ông Mahathir coi như là ổn định Mã Lai, và sau đó ông sẽ ra tranh cử. Và đây có thể là một thủ tướng tương lai của đất nước Mã Lai. Ngày hôm nay Anwar Ibrahim tuyên bố là một ngày bình minh mới cho Mã Lai, và thực sự giờ đây Mã Lai đã mở sang một trang sử mới, thực sự là dân chủ và tự do, không còn cái chế độ độc tài, ý ông nói từ thời Mahathir Mohamad cho đến thời Rajiv. Vâng, và thưa quý vị, tại tiểu bang Georgia trong tuần qua thì cuộc đua cho chiếc ghế thống đốc của tiểu bang này đang được cả nước chú ý, là bởi vì một cái chiêu trò của một ứng viên đang khiến cho nhiều người chỉ trích, đó là ông Michael Williams. Quý vị cũng thấy trên màn hình, đây là một cái chiếc xe bus, school bus, nhưng mà ông này ổng đã sơn lại để cho nhìn giống một cái chiếc xe tù, và ổng ghi trên xe đó trục xuất. Dạ vâng, thì ông gọi đây là cái chiếc deportation bus. Wow. Dạ vâng, thì ổng ghi như vậy. Whoa. Chú ý, các tội phạm như là những kẻ giết người, kẻ hiếp dâm sẽ bị dồn lên đây và sẽ bị tống về Mexico. Thì ông Williams, ổng cho biết là sẽ cho chiếc xe bus này chạy vòng vòng vào những cái thành phố gọi là thành phố dung chấp, để mà nhấn mạnh rằng ông có sự ủng hộ tuyệt đối đối với chính sách lùng bắt cũng như là không khoan nhượng của chính quyền Tổng thống Trump đối với di dân bất hợp pháp và đặc biệt là những cái thành phần tội phạm. Thì ông nói rằng ông cho cái deportation bus này của ông chạy vào những cái thành phố dung chấp này để cho người dân nhận thấy được sự nguy hiểm của những cái thành phần di dân bất hợp pháp là như thế nào. Tuy nhiên, truyền thông họ nhận định là cái tên của ông Michael Williams không phải là một cái tên nổi trội, và tình hình của ông cũng không có được khả quan lắm. Ông không có nhận được nhiều phiếu, cho nên họ nhận định đây là một cái chiêu trò để mà kiếm phiếu của ông này. Go to the extreme luôn á. Đến cái
tư tưởng cực đoan luôn để mà hy vọng thực sự ủng hộ. Nhưng mà quý vị nghĩ sao, ủng hộ, chúng tôi ủng hộ cái chính sách của Tổng thống Trump để mà trục xuất những kẻ tội phạm bất hợp pháp. Nó chỉ gây hại cho xã hội thôi, chứ còn không có lợi cho xã hội cả. Chúng ta chỉ ủng hộ những người nào thực tâm đóng góp cho xã hội của Hoa Kỳ, nhất là các gia đình mà bố mẹ làm ăn chuyên cần để lo cho con cái, điều đó mình ủng hộ được. Chứ còn những kẻ sang đây mà buôn bán ma túy, là hãm hiếp, là xâm phạm tình dục trẻ em, không những thế mà cho chúng chung thân ở đây xong rồi mà trục xuất luôn nữa, phải có những hành động mạnh mẽ để mà trục xuất những cái tên tội phạm này. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Vẫn còn nhiều tin tức lắm, thế nhưng mời quý vị cùng theo dõi chiều nay chúng tôi trở lại để gửi đến quý vị bản tin lúc 5 giờ chiều. Kính chúc quý vị một ngày thật là vui, và bây giờ giữ nguyên băng tầng 56.7 theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.